Alo. Alo. Alo, alo. À, bếp cơm chuẩn bị phát nhá. À, trước khi phát thì xin thông báo với các cô chú anh chị đi nhận cơm. Số tiền mà giúp đỡ cho những cô bác anh chị đây là của cá nhân, không phải của tổ chức nào hết. Của những cá nhân cũng đi làm, cũng hoàn cảnh giống như các cô chú anh chị thôi. Giúp đỡ các cô chú anh chị một bữa cơm và phát cả tiền mặt cho các cô chú. Nên là khi cô chú đi nhận á, thì mình phải theo sự hướng dẫn của tụi con. Thứ nhất là cô chú nhìn lên cái bảng trên này, cô chú nhìn này. Đó. Cô chú nhìn lên cái bảng á, là bệnh ở đây chỉ phát quà cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Không phải bệnh nhân ung thư, không phải người nuôi bệnh thì bếp cơm không có ưu tiên. Rồi bây giờ chị, nếu mà chị nhận ở đây thì phải theo sự sắp xếp của chúng tôi. Còn nếu mà chị có ý kiến khác thì mời chị ra ngoài đi. Chị ở hàng nào? Chị đón đỏ đây, chị có nghe rõ không? Rồi mời chị ra khỏi khu vực chúng tôi làm việc nhá. Lát xíu đừng có vô hàng. Rồi được rồi, chị đứng đấy chơi nhá. Đồng ý. Đấy, không, chú ơi. Đất của nhà nước thôi bà, đứng kệ bà. Nhưng mà đừng có lấy cơm của chúng tôi nhá. Chúng tôi chỉ giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Không theo sự sắp xếp của chúng tôi không thể giúp đỡ chị được. Xin lỗi. Bây giờ ông ra một con đâu có đám gì đâu. Giờ lãnh luôn được rồi, vậy phải không? Sao? Có bạn mấy người đang chờ chị nè. Bây giờ mấy 400 người đang chờ chị. Không được, không bắt dịch tự chúng luôn bác. Phải có dịch tự chúng luôn đi bác. Chứ giờ bắt dịch tự chúng luôn bác. Đó, giờ 400 người chờ chị đó. Giờ em cầu chị đã bước lên bác. Có mấy rồi cho bà. Mình lớn rồi. Không biết cơ một lá gì hết. Ở đây những ai mà khó khăn thực sự mới nhận thôi. Còn những người không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh thì chúng tôi không có phát nhá. Chúng tôi không phục vụ những người bên ngoài. Chú Tư nhớ nhá, cái người áo đỏ này là không có phát thẻ, không có vô hàng nhá, người ta đứng chơi thôi. Để giải thích chị biết này, ở đây là phải là bệnh nhân ung thư hoặc người nuôi bệnh có giấy tờ chứng minh tụi em mới phát. Còn không thì mời chị đi khỏi khu vực khác. Còn nếu chị đứng đây không được lấy cơm. Tụi em chỉ phát cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh thì không ăn, không lấy. Tôi tức quá thì về này cho tôi đứng một tí xíu chứ không có được. Được rồi, ok. Chú ơi, coi như đây không có. Tôi bóp tôi được. Coi như đây là một chướng ngại vật, không sao cả. Mình cứ... Rồi, cô bác theo dõi dùm nhá. Người này là không có lấy cơm nhá, chỉ đứng chơi thôi. Rồi, người có những người người ta không có muốn hợp tác thì bếp cơm sẽ không phát. Ngày hôm nay là bếp cơm sẽ tặng là 400 người. 100 người đầu tiên đó là sẽ tặng là 200.000. 80 người tiếp theo đó sẽ tặng là 150.000. Rồi còn 220 người còn lại đó, mỗi người sẽ nhận thêm 50.000 tiền mặt. Đồ ăn rất là nhiều. Cứ vui lòng đi theo thứ tự để bếp cơm phát. Ôi về chú về phát tiền chú. Quậy đó, đàn bà nhưng mà dữ dằn lắm các bạn. Rất đông nhé. Quá trời luôn. Đấy, các bạn thấy quá trời đông luôn nhé. Quá trời đông luôn. Ngày hôm nay thì không biết có đủ phát không nhé.
người không? Rồi còn cái này của ai? Rồi. Cái này có người đúng không? Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Đây đây và mình chờ xíu để tới để phát tiền chú. Chú ăn món nào thì chỉ món đó. Để các tình nguyện viên sẽ phục vụ. Cô chú đưa phiếu. Những người đầu tiên sẽ nhận được 200 ngàn tiền mặt nhé. Các cô chú ung thư, bệnh nhân ung thư đang ngồi xe lăn thì sẽ được ưu tiên nhận trước. Chúc sức khỏe. Nhớ cảm ơn những nhà hảo tâm để giúp đỡ mình trong lúc khó khăn để có những phần ăn miễn phí và tiền để trang trải chi phí sinh hoạt thuốc men. Cô chú nhận xong rồi mang qua bên đường sắp xếp dùm con nhé. Ưu tiên những người bệnh nhân ung thư. Đây những người bệnh tuổi còn rất là trẻ đã bị ung thư rồi. Rồi lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra. Rồi ok, từ từ thôi. Từ từ mình đẩy, mình đi thả, đẩy thẳng thẳng lên. Đừng có băng qua đường đây. Rồi đây người suy thận. Đang chạy thận. Rồi chúc sức khỏe. Đi thẳng luôn nhé mấy cô chú. Đi thẳng nhanh lên em. Đẩy thẳng xuống dưới giùm em nhá. Tay tay nó bị ấy đó, tay bé nó tay nó tai biến nó không có ấy được. Đẩy thẳng xuống dưới giùm em nhá. Ông tai biến nhét tiền vô túi cho ông á. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi đi đi anh, rất hôm nay rất là nhiều thức ăn nhá. Rồi các tình nguyện viên cho cái cột sát vô trong cho xe đi. Nhận tiền. Rồi, chúc sức khỏe. Không thì bây giờ nếu mà ấy anh muốn làm với em kiểm có kiểm giấy tờ mà em đều kiểm tra giấy tờ hết mà. Không bây giờ như này này, em trao phần thưởng cho anh. Anh chứng minh được cho em một trường hợp mà giả mượn áo vàng gì đấy, em thưởng anh 1 triệu. Rồi ok, anh nói với cả ông Tư nhá. Rồi rồi để bọn em kêu cả bên công an phường xuống. Rồi. Nhiều lắm anh tới nhiều. Thì rồi anh thấy đúng chính xác người nào ấy, anh chỉ cho em từng người một. Dạ, sẽ thưởng tiền anh. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này thì mình đang có mặt ở bệnh viện Hùng Vương. Đây là một bệnh viện phụ sản và cơ sở vật chất thì cũng rất là tốt.
ở Sài Gòn thì có nhiều bệnh viện. Thứ nhất là những cái bệnh viện phụ sản, ví dụ như đây là bệnh viện phụ sản Hùng Vương, bệnh viện phụ sản Từ Dũ, bệnh viện phụ sản quốc tế, rồi bệnh viện Đại học Y Dược, một số những cái khoa sản ở bệnh viện. Tuy nhiên thì bệnh viện Hùng Vương có cơ sở vật chất khá là tốt, được xây dựng sau này, nên là ở đây thì thường là thu hút nhiều những cái hộ gia đình có cái hoàn cảnh nói chung là rất là dư giả để đưa con của mình tới sinh. Và ở đây thì thường cũng không có các cái hội nhóm từ thiện nào giúp ở những các cái bệnh viện giàu có này. Thì hôm nay mình sẽ xuất phát từ bệnh viện Hùng Vương, mình sẽ đi bộ tới khúc bệnh viện Chợ Rẫy để chia sẻ với các cô bác anh chị một số những cái hình ảnh mà lát xíu nữa thì Tuấn Dương cùng các anh chị em trong nhóm sẽ phát cơm để giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ mời cô chú anh chị cùng đi với mình nhé. Đây mình đang đi bộ trên con đường này là con đường Hồng Bàng. Ở khu vực này có rất là nhiều những cái bệnh viện lớn, ví dụ như là bệnh viện phụ sản Hùng Vương mà chúng ta vừa mới coi, rồi bệnh viện Đại học Y Dược, rồi bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Răng Hàm Mặt. Nói chung là rất là nhiều những các cái bệnh viện lớn ở khu vực này. Thì khi qua khúc ngã tư này các bạn, là bên tay phải này là Đại học Y Dược này. À, cái hướng này đây, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đây các bạn đó. À, bên này là Đại học Y Dược, còn kế bên đó thì cái tòa nhà cao cao kia đó là bệnh viện Đại học Y Dược đó. Rồi bên này thì còn có một cái tòa nhà nữa, tòa nhà này gọi là Hùng Vương Hùng Vương Plaza. Đây này, ngày xưa là Vạn, xin lỗi, ngày xưa cũng là Hùng Vương Plaza, nhưng mà bây giờ thì được một cái đơn vị khác thuê mướn lại. Còn hướng chúng ta di chuyển đây các bạn, thì chúng ta sẽ đi vào con đường Lý Thường Kiệt. Ngày xưa tên gọi của nó là đường Nguyễn Văn Thoại. Cái hướng này các bạn thì chúng ta sẽ hướng này thì chúng ta sẽ đi về ngã tư Bảy Hiền thì cũng đi cái hướng này được này các bạn này. Giờ mình phải đi bộ dưới lòng đường, do là bên này người ta rào lại hết thì không có lối đi cho cái người đi bộ, nên buộc phải đi ở sát với lề đường. Các cái bãi xe của bệnh viện nó nhiều khi là quá tải, không có chỗ để mà người đi bộ đi nha các bạn. Cái lượng người mà gửi xe ở trong bệnh viện nhiều lắm, nên là chúng ta phải đi bộ xuống dưới lề đường. Ê, bên này là tòa nhà Hùng Vương Plaza, một cái trung tâm mua sắm cũng rất là rộng lớn và hiện đại, giống như ở bên nước ngoài ấy. Còn bên tay trái của mình đây, chỗ bệnh viện Hùng Vương này các bạn ơi, tới bốn mặt tiền lận. Đây, nếu mà ai cấp cứu đi vô đây là cổng số 2 này. Đây các bạn nhìn thì có thể thấy các cái bà mẹ bế con, ẵm con, bế con tới để khám. Đây các bạn nhìn này đó. Có người thì đi bằng xe gắn máy, nếu mà có em bé rồi thì đi bằng xe gắn máy, hoặc là có những người thì đi khám thai. Đây, ở phía bên trong này các bạn nhìn này đó, phía bên trong đây là bà con cô bác mình tới khám bệnh thì sẽ đi vô trong này. Đây là bệnh viện Hùng Vương nhé, bệnh viện rất là lớn, to và đẹp. Ở đây các bạn nhìn cũng có những các cái đơn vị họ quảng cáo này, tã giấy. Bệnh viện này thì cơ sở vật chất rất là sang xịn mịn.
bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Những cái người mà chọn để mà sinh con ở đây hoặc là khám ở đây các bạn cũng đa số là những cái người mà có cái điều kiện kinh tế là khá giả. Nói chung là hoàn cảnh gia đình thì có thể nói là gia đình có điều kiện. Đây cái địa chỉ đây các bạn này, số 9 của đường Lý Thường Kiệt, phường 12 quận 5 nhé. Thì bệnh viện này là hầu hết là người có điều kiện giàu có thôi, nên là người ta không có tới để khám chữa. Xin lỗi, ở đây là không có những các cái nhóm từ thiện ở khu vực này. Nhưng mà đi thêm một chút thì qua bên Chợ Rẫy này các bạn, thì chúng ta thấy là cái điều kiện này nó khác liền. Đó, taxi các thứ cứ động hết cả lối đi. Rất nhiều cổng, ở đây cũng là một cái cổng để chúng ta đi vô khám, cổng này cổng số 4 này. Còn đây các bạn này, đây ngay góc Bà Triệu cắt với Lý Thường Kiệt. Thì các cô bác cũng đã tới xếp hàng rất là dài rồi. Đấy các bạn thấy rất rất đông nhé. Quá trời luôn. Quá trời đông luôn. Ngày hôm nay thì không biết có đủ phát không nhé. Quá trời đông luôn. Trời ơi, cái này gạch của ai đặt đây đó? Cái này của anh đây ấy đó. Trời ơi. Có người không? Rồi còn cái này của ai? Rồi. Cái này có người đúng không? Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Đây đây, và mình chờ xíu để tới để phát tiền chúng. Cái này của ai chị? À rồi rồi, ok. Đây các bạn ơi, tụi mình có cái biển thông báo rất là rõ ràng là tại đây phát quà cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Đây các cô chú ông bà ngồi rất là đông rồi nhé. Ngày hôm nay thì bếp cơm mình sẽ phát thức ăn chay, có chị Tú có ủng hộ. Rồi bây giờ mình sẽ ra để ổn định trật tự rồi quay những cái món ăn cho các bạn coi. Đây ngoài hôm nay các cô còn cho xôi vò này, rồi mấy chú là phát sữa này, phát khẩu trang này. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi ở đây tụi mình thì phát canh này, phát chuối này, phát nước suối này. Thưa quý cô chú anh chị, Tuấn Dương đang có mặt ở bếp cơm. Thì hôm nay bếp cơm cô Tư làm những cái món thức ăn chay. Cô Tư giới thiệu đây là gì cô Tư? Xá bấu này, xá bấu và thơm xào xả ớt. Còn món này là món đậu hũ, mì ki, nấm rơm, nấm đông cô. Còn cái này là gà cô? Gà xé phay kho với xả ớt. Rồi cái này là đậu hũ chiên xả. Cái đây là thịt kho tiêu. Cái này là tôm hùm. Ôi giời ơi, má ơi. Đậu que xào thập cẩm. Đó, rồi. Nói chung là rất là nhiều món nha các bạn. Đây giống như là buffet chay tự chọn đó. Thì hôm nay cũng làm rất là ngon, từ cái
số tiền của cô chú, xin lỗi, của chị Tú ở Mỹ có gửi tặng. Chị có gửi cái số tiền là 30 triệu. Thì mình vừa mới mở ra không, bây giờ lại đậy lại. Thì thưa cô chú anh chị là cái bữa cơm chay này đó là của chị Tú, đại diện cho các anh chị em ở miền Nam Cali, Mỹ, có gửi tổng cộng là 36.750.000. Thì trong đó là nói với Tuấn Dương là phát cơm là 30 triệu. Thì làm thế nào thì tùy. Thì thông thường thì Tuấn Dương hay nấu cơm mặn, nhưng mà hôm nay thì do có một nhà hảo tâm là hai ông bà cũng rất là lớn tuổi, ăn chay trường. Hai ông bà nói rằng là buổi nào mà con phát cơm đó, thì ông bà, mà đặc biệt là con phát cơm chay, thì ông bà lên ông bà sẽ ủng hộ một chút. Thì ông bà tính là phát tiền là khoảng 25 triệu cho những người bệnh nhân ung thư và những cái người đi nuôi bệnh. Thì Tuấn Dương sẽ phát thức ăn chay. Và với cái số tiền là 30 triệu này đó, thì Tuấn Dương tính là sẽ chia ra làm 2 buổi, mỗi buổi 15 triệu là còn phát một buổi nữa. Rồi tiếp theo thì chị có ủng hộ cho Tuấn Dương là 5 triệu để đi Pleiku. Còn lại thì 1.675.000 thì sẽ tặng cho các tình nguyện viên. Ngoài ra thì có hai cô chú nữa ẩn danh tới để phát tiền, mà cô chú phát là 18 triệu. Rồi 2 triệu sẽ gửi tặng cho tình nguyện viên và Tuấn Dương. Bên cạnh đó thì có vợ chồng bác Ngà và bác Tương ở Vũng Tàu tặng các cái bệnh nhân ung thư 25 triệu, tặng tình nguyện viên 1 triệu và tặng cho Tuấn Dương là 500 ngàn. Thì Tuấn Dương đọc trước đã. Tuấn Dương đọc cái thông tin này, sau đó rồi bây giờ mình sẽ quay một lượt để cô chú anh chị chúng ta biết. Và mình cũng có và Tuấn Dương xin đọc một cái bài thơ mà chị Tú có gửi lần trước. Thì bài thơ này vẫn rất là hay. Khi mà chị cùng với con gái của chị về tới Việt Nam đó, thì chị có gửi cái bài thơ này cho Tuấn Dương và đồng thời cũng nhắc nhở con của chị. Bài thơ có tên là Xin con hãy nhớ. Con nhớ nhé, bên kia bờ biển rộng là quê hương yêu dấu của mình, là tiếng nói đầu đời con bập bẹ. Ba mẹ, ông bà, cô bác, anh em, con nhớ nhé, xin đừng quên con nhé. Không chỉ nơi này là đất nước của con còn có một quê hương xa thẳm với thâm tình thương mến lắm con ơi. Con nhớ nhé, những cảnh đời cơ cực, những tuổi thơ không cắp sách đến trường, những lầm than vì chén cơm manh áo. Chia sẻ đi con, những khốn khó của người. Con nhớ nhé, mai này con khôn lớn, hãy là người nhân ái nhớ nha con. Hãy sớt chia chén cơm ngon áo đẹp cho kẻ khốn cùng nghèo đói ở quê hương. Con nhớ nhé, xin đừng quên con nhé. Bên kia bờ của biển Thái Bình Dương, con còn có một quê hương yêu dấu, là cội nguồn gốc rễ của thân con. Thì cái này là nhờ lời, chị cũng ghi là đây là cái lời nhắn gửi cho các cháu đang sống ở hải ngoại. Hãy biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn ở quê hương mình. Và chị Tú cũng rất là nhiều lần gửi tiền cho Tuấn Dương. Chị có đại diện cho các anh chị em ở Nam Bắc Cali để ủng hộ các cái chương trình thiện nguyện của Tuấn Dương. Thì ở đây các bạn sẽ chia ra làm hai cái khu vực. Một cái khu vực là những cái người mà đủ điều kiện để nhận thức ăn. Và còn có một số những cái trường hợp là những cái người ở bên ngoài. Ở bên ngoài thì đôi khi nhiều hơn ở phía bên trong. Và mình cũng không thể cấm được người ta đứng ở đây. Mình cũng không thể cấm người ta đứng được vì ta có chân thì ta đi là quyền người ta. Đây là những cái người bệnh nhân đang ngồi đợi để chờ lấy thức ăn. Còn bên này đó, thì các anh chị chuẩn bị là sẽ phát đồ ăn mặn cỡ đâu đó khoảng 500 phần nha các bạn, 500 phần. V
Vậy là một phần đấy là hoàn thiện rồi đúng không anh? Cứ đưa từng bịch rồi đúng không? Rồi anh, các anh cứ bố trí đi thì mỗi người một phần nhá, đi theo hàng. Đừng có cho ở bên ngoài. Tức là mình cho bên ngoài thì đi theo hàng đi, chứ còn cho bên ngoài là nguyên băng nó xuống bảo là loạn, mình không làm được. Thì anh cứ chủ động anh cho mỗi người một phần, mỗi người tới là một phần. Xin thêm anh tùy theo anh cho thì cho, mà không thì tùy anh nhá. Alo. 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 Bếp cơm chuẩn bị phát nhá. Trước khi phát thì xin thông báo với các cô chú anh chị đi nhận cơm. Số tiền mà giúp đỡ cho những cô bác anh chị đây là của cá nhân, không phải của tổ chức nào hết. Của những cá nhân cũng đi làm, cũng hoàn cảnh giống như các cô chú anh chị thôi. Giúp đỡ các cô chú anh chị một bữa cơm và phát cả tiền mặt cho các cô chú. Nên là khi cô chú đi nhận á, thì mình phải theo sự hướng dẫn của tụi con. Thứ nhất là cô chú nhìn lên cái bảng trên này, cô chú nhìn này. Đó. Cô chú nhìn lên cái bảng á, là bệnh ở đây chỉ phát quà cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Không phải bệnh nhân ung thư, không phải người nuôi bệnh thì bếp cơm không có ưu tiên. Tiếp theo là khi mình đi nhận đó là mình phải chuẩn bị sẵn hai cái hũ. Một cái hũ đựng cơm, một cái hũ đựng đồ ăn. Và có thêm một cái bao xốp để nhận các thức ăn còn lại. Những ai được phát thẻ, bếp cơm sẽ phát tiền. Khi cô bác xếp hàng ở đây đó là mình nhận cơm, nhận đầy đủ thức ăn, không cần phải lấy của bất cứ nhóm nào hết. Những cô chú nào mà bước ra khỏi hàng rồi là không được phép quay trở lại. Yêu cầu ngồi im tại chỗ. Vì thực tế mà nói có nhiều nhóm họ cho cũng rất là đơn giản thôi. Đôi khi chỉ một ổ bánh mì nhưng mà 400-500 người xuống tới giằng giật rồi gây mất trật tự. Cô bác nhận ở đây hôm nay đó, cơm chay thì sẽ rất nhiều món. Có đoàn tặng thêm xôi mặn, tặng thêm xôi vò, rồi tặng cơm mặn, rồi phát tiền nữa. Nên ai mà đã bước ra khỏi hàng rồi thì không có quay trở lại. Cô bác có nghe rõ không ạ? Rồi nghe rõ giơ tay dùm nào. Rồi đằng sau là không nghe thấy gì đúng không? Rồi được rồi, để đi xuống đằng sau nói. Rồi mời các cô chú ngồi xuống dùm con đi ạ. Ngồi xuống để con coi những người bên ngoài, con mời ra ngoài nhá. Những người mà không có đeo thẻ, không có phải bệnh nhân á, mà vào dành cơm của người bệnh là tụi con không đồng ý. Bếp cơm tụi con chỉ giúp cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Những người không nuôi bệnh thì tụi con phát khi nào mà hết bệnh nhân, hết người nuôi bệnh. Anh trai vui lòng ngồi xuống giùm em ạ. Rồi các cô chú anh chị vui lòng ngồi xuống giùm con đi ạ. Dạ vui lòng ngồi xuống. Để đảm bảo là cô chú nghe được những gì con nói. Rồi vui lòng ngồi theo hàng giúp con đi các cô chú ơi. Bà ngồi sao bà không vào cái hàng nào hết đấy bà? Rồi lát chị đi hàng nào đây chị? Lát đi hàng nào? Tất cả đều phải có cái hàng để đi nha. Chứ không phải là muốn đi là ghen nha. Rồi bây giờ chị, nếu mà chị nhận ở đây thì phải theo sự sắp xếp của chúng tôi. Còn nếu mà chị có ý kiến khác thì mời chị ra ngoài đi. Chị ở hàng nào? Chị đón đỏ đây, chị có nghe rõ không? Rồi mời chị ra khỏi khu vực chúng tôi làm việc nhá. Lát xíu đừng có vô hàng. Rồi được rồi, chị đứng đấy chơi nhá. Đồng ý. Đấy, không, chú ơi, đất của nhà nước thôi bà, đứng kệ bà. Nhưng mà đừng có lấy cơm của chúng tôi nhá. Chúng tôi chỉ giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Không theo sự sắp xếp của chúng tôi không thể giúp đỡ chị được. Xin lỗi. Bây giờ 400 người đang chờ chị.
không được, nó bắt trật tự chúng luôn bác, phải có trật tự chúng luôn đi bác, chứ giờ bắt trật tự chúng luôn bác, đó giờ 400 người chạy chị đó, giờ em cầu gì đã bước rồi bác. Có ở đâu cho bà cái để người ta nói với mình lớn rồi không biết cơ một lá gì hết. Ở đây những ai mà khó khăn thực sự mới nhận thôi, còn những người không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh thì chúng tôi không có phát nha, chúng tôi không phục vụ những người bên ngoài. Chú Tư nhớ nha, cái người áo đỏ này là không có phát thẻ, không có vô hàng nha, người ta đứng chơi thôi. Để giải thích chị biết này, ở đây là phải là bệnh nhân ung thư hoặc người nuôi bệnh có giấy tờ chứng minh tụi em mới phát, còn không thì mời chị đi khỏi khu vực khác, còn nếu chị đứng đây không được lấy cơm. Tụi em chỉ phát cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh thì không ăn, không lấy. Tôi tức quá, thầy về này cho tôi đứng một tí xíu chứ không có được. Được rồi, ok. Chú ơi, coi như đây không có. Có tốt tôi được. Coi như đây một chướng ngại vật không sao cả. Mình cứ rồi giờ cô bác theo dõi dùm nhá. Người này là không có lấy cơm nhá, chỉ đứng chơi thôi. Rồi, người có những người người ta không có muốn hợp tác thì bếp cơm sẽ không phát. Ngày hôm nay là bếp cơm sẽ tặng là 400 người. 100 người đầu tiên đó là sẽ tặng là 200.000. 80 người tiếp theo đó sẽ tặng là 150.000. Rồi còn 220 người còn lại đó, mỗi người sẽ nhận thêm 50.000 tiền mặt. Đồ ăn rất là nhiều, cứ vui lòng đi theo thứ tự để bếp cơm phát. Ôi về chú về phát tiền chú. Quậy đó, đàn bà nhưng mà dữ dằn lắm các bạn ơi. Rồi, về phát nhá. Ok. Ok, ok. Rồi, đồ ăn chay tự chọn nhá. Các cô chú ăn món nào thì chỉ món đó, để các tình nguyện viên sẽ phục vụ. Cô chú đưa phiếu. Những người đầu tiên sẽ nhận được 200.000 tiền mặt nhá. Các cô chú ung thư, bệnh nhân ung thư đang ngồi xe lăn thì sẽ được ưu tiên nhận trước. Chúc sức khỏe. Nhớ cảm ơn những nhà hảo tâm để giúp đỡ mình trong lúc khó khăn để có những phần ăn miễn phí và tiền để trang trải chi phí sinh hoạt thuốc men. Cô chú nhận xong rồi mang qua bên đường sắp xếp dùm con nhé. Ưu tiên những người bệnh nhân ung thư. Đây những người bệnh tuổi còn rất là trẻ đã bị ung thư rồi. Rồi lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra. Rồi ok, từ từ thôi. Từ từ mình đẩy, đẩy thẳng thẳng lên, đừng có băng qua đường đây. Rồi đây người suy thận. Đang chạy thận. Rồi chúc sức khỏe. Đi thẳng luôn nhá mấy cô chú. Đi thẳng nhanh lên em. Đẩy thẳng xuống dưới giùm em nhá. Tay tay nó bị ấy, tay bé nó tay nó tai biến nó không có ấy được. Đẩy thẳng xuống dưới giùm em nhá. Ông tai biến nhét tiền vô túi cho ông á. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, đi đi anh. Hôm nay rất là nhiều thức ăn nhé. Rồi, các tình nguyện viên cho cái cột sát vô trong cho xe đi. Nhận tiền. Rồi, chúc sức khỏe.
đây, hai ông bà lớn tuổi ở Vũng Tàu. À, số tiền cô bác đang nhận là của bác Ngà và bác Tương ở Vũng Tàu, có gửi tặng 25 triệu để phát 100 người đầu tiên, mỗi người 100 ngàn. Rồi những người còn lại mình sẽ nhận là 50 ngàn. Còn số tiền 18 triệu một chú ẩn danh, không nêu tên, đang phát thì chú sẽ phát là 18 triệu cho 180 người. Còn bữa cơm này của chị Tú ở Cali, đại diện cho những anh chị em ở miền Nam, miền Bắc Cali gửi tặng, phát thức ăn chay. À, một lần nữa thì em Tuấn Dương cảm ơn chị Tú, đại diện cho anh chị em ở Nam Bắc Cali đã gửi 36.750.000 để tùy Tuấn Dương quyết định, thì Tuấn Dương sẽ chia ra để chia sớt cho có nhiều bữa ăn cho bà con. Hôm nay là một bữa, rồi bữa khác một bữa nữa. À, chị có ủng hộ cho Tuấn Dương để đi Pleiku giúp trẻ mồ côi, giúp đồng bào Gia Rai và có gửi tặng để phụ bếp cơm. Thì lẽ ra là phát cơm mặn nhưng mà có ông bà ăn chay nên là ông bà nói là khi nào phát chay thì chúng tôi sẽ phát tiền cho bệnh nhân. Thì Tuấn Dương quyết định là nấu thức ăn chay để bà con để có thêm tiền. Nói chung là ở đây thì cũng làm rất là nhiều những cái món để giúp đỡ bà con cô bác. Rồi chúc sức khỏe. Đi thẳng tới chợ luôn, đi thẳng tới chợ dùm luôn, đừng băng qua đường. Đúng rồi, 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 rồi. Dạ. Ok, được rồi. Rồi ok. Ok. Rồi rồi. Chú Kỳ ơi, đây lấy cơm mặn rồi, không lấy cơm chay. Rồi. Từ 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 từ. Từ từ vẫn đi theo hàng. Ok. Ai không lấy cơm chay thì đói nhá. Ở đây hôm nay là có đoàn nữa tặng cơm mặn, rồi có phát cơm chay. Vui lòng mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp ra và đi theo thứ tự. Hết 100 phiếu chưa chú Tư? Vẫn còn đúng không? 100 người bệnh nhân ung thư và nuôi bệnh đầu tiên mình sẽ nhận 200 ngàn. 80 người tiếp theo thì mình sẽ nhận là 150 ngàn. 220 người còn lại mình sẽ nhận 50 ngàn tiền mặt. Cơm thì có cơm mặn. Rồi khoan nhá, mời tất cả các cô chú ngồi xuống đi. Mời tất cả ngồi xuống vì có những người bên ngoài họ lộn xộn vô đó. Để tụi em phát hiện những người bên ngoài trà trộn vô tụi em đuổi ra. Rồi vui lòng ngồi xuống giùm em đi các cô chú. Dạ vui lòng ngồi xuống giùm. Dạ cô chú muốn không lộn xộn, không bị móc túi và có quyền lợi thì cô chú ngồi xuống giùm con. Để tụi con phát hiện những người lạ bên ngoài họ trà trộn vô. Vui lòng ngồi xuống giùm con các cô chú ơi. Rồi mấy chị đằng sau vui lòng ngồi xuống giùm em. Khi nào tụi em mời các chị đứng dậy để tụi em dễ phát hiện. Chú đi ra ngoài đi chú ơi. Chú đi ra ngoài chú ơi, ở đây chỉ phát cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh thôi. Mình có nhà Sài Gòn đừng vô đây lấy. Mình có nhà cửa Sài Gòn đoàn hoàng đừng có vô lấy thức ăn của người bệnh. Từ cứ từ từ chị, đừng đừng. Rồi cái hàng nào chưa đi thì mình cứ ngồi xuống nha các cô chú. Dạ, chưa đi ngồi xuống để tụi con biết, tụi con mời những cái người bên ngoài không phải bệnh nhân, người nuôi bệnh đi ra. Rồi hàng thứ hai ở trong kia các cô chú ngồi xuống giúp con đi ạ. Khi các cô chú ngồi xuống thì có những người lạ trà trộn vô tụi con sẽ biết để tụi con tới hỏi thăm sức khỏe nhá. Vì ở đây là nếu mà cô chú lộn xộn đó là người ngoài người ta trà trộn vô, người ta móc túi cũng có. Rồi người ta lấy thứ cả lấy trà trộn vô, người ta xếp hàng lấy đồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đỡ nha. À, con ấy đỡ phiếu à. Chú đi đâu ấy chú? Chú ngồi dưới giúp con đấy. Và hết 100 phiếu xanh rồi đúng không? Ok. Cơm mặn nha cô bác. Cô bác lấy cơm mặn rồi lên kia có xôi vò, có khẩu trang, có bánh kẹo, rồi có đồ ăn chay. Đi đeo hàng, đi vô trong. Về cuối hàng xếp hàng đi các cô chú. Tất cả cùng phải xếp hàng, bây giờ không ưu tiên nữa. Muốn nhận cái gì cũng phải theo trật tự các cô chú. Không có cho bên ngoài nhá. Không cho bên ngoài, ta nói gì kệ ta nói. Tụi em ở đây tụi em biết. Bố sẵn là giải luôn anh chú. Rồi đi thẳng lên chẳng. Cô chú nhận xong rồi đi thẳng lên, mang qua bên đường sắp xếp dùm. Đi thẳng lên trên kia luôn đi chạy. Mình ăn món nào chỉ món đó nhá. Đồ chay là có 7-8 món. Có đậu hũ, có tôm hùm, có gà xé. Rồi có nấm, rất nhiều món ngon. Rồi có áo vàng đúng không? Dạ, có. Okay. Mà có giấy luôn. Chị có thẻ có thẻ nuôi bệnh sao không đeo vô? Tại vì không có áo vàng. Tụi em xin phép là tụi em chỉ giúp bệnh nhân với người nuôi bệnh thôi nhá. Dạ, nên là không phải là tụi em không có ưu tiên. Rồi ok, cất giấy tờ cẩn thận. Vậy, con mặn là vậy. Dạ dạ, cảm ơn bà. Tới đây là 80 phiếu à? Ok. Có bạn rồi bệnh không? Cô chú mình cầm sẵn hai cái hộp ra tay nhá, một cái hộp đựng cơm, một cái hộp đựng đồ ăn. Rồi ok. Sao không có áo vàng à? Được được. Ok, được. Được ok ok. Dạ thưa chị có thẻ nuôi bệnh gì không ạ? Chị đi nuôi bệnh mà chị đứng là chị chờ người bệnh đi đi. Không, thẻ nuôi bệnh hoặc là hóa đơn đóng viện phí. Thẻ nuôi bệnh hoặc hóa đơn. Vậy chị vô hàng trong đi, khi nào có hóa đơn viện phí ấy bọn em giúp, em chỉ giúp những người nuôi bệnh thôi. Ok, chị để chị vô trong đi. Chú ở đâu ạ? Ở thành phố mướn nhà trọ. Rồi làm nghề gì? Bán vé số. Bán vé số mình vẫn còn làm được mà. Không, bây giờ như này này, có nhiều người thuê những người khuyết tật ngồi xe lăn đi bán vé số, nên là tụi em chưa biết được chính xác sao, tụi em chưa dám giúp nhá. Đúng là giúp được, nhưng mà bây giờ những người khuyết thì bữa khác chị mang lại đi, còn vì bây giờ ấy, đúng ra là những người ngồi xe lăn đi bán vé số thì nên giúp,
Tuy nhiên thì ở Sài Gòn á, cái hiện tượng là những người không phải là thân nhân nhưng họ thuê người khuyết tật, thuê người tàn tật đi để bán vé số để lấy lòng thương của mọi người. Nên muốn giúp là tụi con sẽ kiểm tra giấy tờ trước và mang tới trước khi tụi con phát cơm là tụi con sẽ giúp. Còn bây giờ ra nói này tụi con không biết vì có rất nhiều những cái đường dây lường gạt thuê trẻ em khuyết tật, thuê những cái người càng mức độ tàn tật càng lớn thì đánh được vào cái lòng thương của mọi người, nên là bếp cơm tạm thời chưa giúp. Còn muốn giúp thì lần sau mang giấy tờ tới tụi con biết, tụi con sẽ ưu tiên. Dạ, bữa nay chưa được. Về cuối hàng đứng đi anh trai. Về cuối hàng xếp hàng giúp em. Đồ ăn ở đây mà cô bác nhận đủ thì đừng có lấy thêm nữa nhá, lấy thêm bỏ lãng phí. Vừa có cơm chay, vừa có cơm mặn, vừa có tiền xôi rồi bánh, mình nhận ra đủ rồi thì mình đừng có lấy thêm để người sau còn có. Nhận đồ ăn giống mình nhận thêm, không có bất hạnh đâu. Rồi từ từ thôi, chờ ta đi bớt đấy. Rồi từ từ chị. Đi ăn món nào? Mình ăn món nào? Ăn món nào thì chị. Rồi từ người lên một. Rồi thiếu đâu coi, thiếu đâu, cầm thiếu đâu đây đi bà con, đập lên đó, đập đây. Rồi dạ, rồi từ từ bà, rồi ok từ từ bà. Rồi cầm đồ ăn lên đây nè, cầm đồ ăn lên đây đi. Mình ăn món nào chị nhá. Dạ không, có nhiều món, mình muốn ăn món nào hợp khẩu vị mình chỉ cô để tụi con phục vụ. Anh trai nghiên cứu món ăn nhá. Rồi nghiên cứu ăn món nào chỉ món đó. Rồi ăn món nào chỉ món đó đi, tự chọn luôn. Rồi chú ăn món nào chỉ món đó nhá. Đồng bào dân tộc gì? Cờ ho ở đâu? Lâm Đồng. Sâu xa ở Lâm Đồng. Ông Khuyến Máu. Đi ra ngoài. Về cuối hàng được. Về cuối hàng. Đưa cơm. Rồi đưa đồ ăn. Rồi đưa đồ ăn. Không có cho người chen vô. Vô sau về cuối hàng đứng xếp hàng. Chồng lên qua đường sắp xếp anh ơi. Đường nhà các bạn. Lúc lúc ở đây là đổ. Chồng lên đây. Rồi cô bác nhận xong chồng lên rồi mang qua đường sắp xếp. Chồng lên. 80 người kế tiếp là mỗi người sẽ nhận là 150.000 nhá. Ok. Đi
đi thẳng lên ghe luôn chị ơi. Đi thẳng lên đi mấy em. Đi thẳng lên ghe đi, hải quan qua đường. Bố thẳng lên trên ghe đi chị. Cô bác đi lãnh cơm cẩn thận tư trang hành lý nhá. Những chỗ đông người mà hay chen lấn là cô bác cẩn thận tư trang hành lý, giấy tờ tùy thân. Đôi khi mất một cái hóa đơn đóng viện phí là mấy chục triệu, mai mốt mình lại phải đóng, nên cẩn thận tư trang hành lý, đặc biệt những chỗ đông người. Rồi mình bước thẳng lên trên kia. Đi thẳng lên chợ đông người. Cô bác đi lãnh cơm cẩn thận những chỗ đông người mà chen lấn nhá. Tư trang hành lý, nhiều khi mình nhận được hộp cơm, mình mất cái điện thoại, mất cái bóp, mất giấy tờ, mất hóa đơn đóng viện phí. Lưu ý mình nhận đủ, mình cảm thấy đủ là đủ. Tụi con phát này cô bác có thể mang vô thẳng vô trong. Nhiều khi mình qua bên đường, mình đứng xếp hàng rồi chen lấn, giành giật. Người ta sẽ tạo hiện trường giả, người ta móc mất cái bóp chẳng hạn. Rồi mất giấy tờ. Cẩn thận tư trang hành lý. Cảm ơn cô chú. Có cảm ơn. Mỗi người một phần nhá. Đây là nhóm các anh ấy phát cơm mặn. Sau đó lên thì cô chú mình lấy cơm chay. Rồi cô chú đi lãnh cơm thì cẩn thận tư trang hành lý nhá. Lấy ở đây xong qua bên đường mà chen lấn á, rồi cẩn thận là giấy tờ hoặc là điện thoại bóp. Nhiều khi ở bên ngoài tụi con không giữ trật tự được, người ta tạo hiện trường giả, người ta móc túi của mình. Chuyện này đã xảy ra rồi nhá, cô bác cẩn thận. Nhiều khi cái áo vàng của cô bác bỏ trong túi, người ta cũng giật, người ta lấy. Mình cũng phải đền. Rồi người ta khoác cái áo đây rồi, người ta ăn trộm của những người khác trong nhà thương cũng có luôn. Trước là có người đang cầm cái túi, cầm cái áo ấy, giang hồ nó chạy, nó giật đi luôn. Rồi xong nó cho đồng bọn của nó mặc cái áo đó đi vô trong giả vờ thăm nuôi. Rồi những ai có giỏ sách gì đấy nó lấy trộm. Nên mình cẩn thận giữ gìn tài sản của mình. Hai trăm hai mươi người còn lại thì mỗi người sẽ nhận 50.000 nhá. Các cô chú mình cứ đi theo thứ tự dùm con. Đồ ăn hôm nay thoải mái, chuẩn bị tới 500 phần, không sợ thiếu. Đảm bảo nhận một lần ở đây, nếu có một người cô chú ăn cả ngày luôn, không phải đi bất cứ nhóm nào để lấy nữa. Có cả tiền mặt để xài. 220 người. Dạ. Dạ lên kia thì là người ta sẽ phát thêm cho mình tiền. Thức ăn chú mở cái nắp hộp ra chú. Đồ ăn là vừa phát đồ mặn đồ chay. Rồi cứ mở nắp hộp ra, còn cái gì thì ta sẽ bỏ vô. Có nhiều nhóm cho, có nhóm cho bánh, cho khẩu trang, cho đủ thứ. Sao? Tiếp là sao? Mua cho em á. Trời ơi, giờ anh đang bận, anh đâu có giúp được. Thôi lúc khác. Tặng miễn phí cho bệnh nhân thì em cứ tặng đi. Khổ quá thôi, anh cũng khổ lắm đi. Dạ, các cô chú đi nuôi bệnh mình nhớ nếu có áo vàng, có thẻ hoặc có hóa đơn đóng viện phí, bếp cơm sẽ kiểm tra để sàng lọc. Mục đích lập ra của bếp cơm là chỉ giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Tụi con không có điều kiện để giúp những cái cô chú mà còn đi làm được hoặc có nhà cửa đoàng hoàng ở Sài Gòn đi lấy thức ăn để đỡ phải nấu. Tụi con không giúp như vậy. Tụi con chỉ giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh ở dưới tỉnh hoàn cảnh khó khăn, lên đây phải điều trị bệnh dài ngày, để giúp các cô chú những phần cơm, những phần tiền mặt. Dạ.
người nào cũng phát thì không có đủ. Dạ. Sao chị? Vâng, khỏi đi nữa. Ví dụ mà chị qua bên kia đông á, những cái người bên ngoài họ chen vô, bọn em đây bọn em còn phát có cả để bánh bao, nếu thiếu tụi em phát thêm nữa. Nói chung là cho hậu hĩnh lắm, nên là nhiều khi có những cái nhóm khác họ chỉ có mấy ổ bánh mì, 20 ổ bánh mì, tới 30-40 người nhảy vô giật, ngã gãy tay gãy chân. Và thôi mình biết đủ là đủ, nhiều khi thêm cái nữa mà lại thành mất. Bên ngoài nên phức tạp lắm, nên tụi em phải kiểm tra hóa đơn đóng viện phí hoặc giấy tờ là vì vậy. Rồi, cảm ơn em nhé. Người nhà bệnh gì? Người nhà bệnh gì? Nói chung là bị bệnh đúng không? Rồi, ok. Thôi, rồi, đi đi. Đi lên chút đi, cô chú anh đã cho bỏ đồ xuống đây. Rồi, đứng sát lên lề đi cho người ta bỏ thức ăn ra. Bỏ lên bàn luôn đây nè. Bỏ lên bàn cũng được. Ok. Rồi, ở trên là thức ăn chay nhá. Rồi có hai ông bà ở dưới Vũng Tàu. Cô bác nhớ nói A Di Đà Phật dùm nhá. Đấy. Ông ở trên, ông lớn tuổi, 90 tuổi, ông còn lặn lội lên đây để giúp các cô chú. Rồi ăn khô máu rồi, nào có máu lên tiếp. Rồi, em cảm ơn anh, rồi, chúc anh nhiều sức khỏe nhá. Dạ vâng. Nay lẽ ra thì nấu cơm mặn, nhưng mà ông bà bên đây có nói là thôi phát cơm chay, bữa nào phát cơm chay thì ông bà ủng hộ một chút tiền cho bệnh nhân. Thì giờ bọn em làm đồ chay. Dạ dạ, em cảm ơn gia đình nhá. Trời ơi. Rồi quý quá. Bữa nào có máu anh lên. Dạ dạ vâng, trời ơi. Đấy, hai anh chị lên phát mà không có nói tên. Có gửi tiền là phát 18 triệu. Có tặng cho tình nguyện viên là 2 triệu nữa. Rồi chắc tiền. 220 người tiếp theo thì mỗi người sẽ nhận 50.000 tiền mặt nhá. Bếp cơm sẽ phát cho tới hết thì thôi. Ngoài việc phát cơm chay thì có nhóm có một đoàn phát cơm mặn. Cô bác ăn cơm mặn mình lấy nhá. Dạ không có xin dùm. Hồn ai nấy giữ, không có xin dùm chị. Ở đây của ai người đó lấy, không có xin dùm. Dạ bếp cơm phục vụ là những người có mặt trực tiếp nhá. Tụi con không có phát dùm ai hết. Phát dùm mới là không lấy rồi dư, không có ăn hết, có mặt đặt tên thôi. Vâng, vậy là phát thêm à? Trước rồi nói có 220 người mà. Dạ, em phát luôn là 250 người. Ok, ok. Dạ, 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 rồi. Bác mệt chưa? Thưa bác mệt chưa? Chưa mệt á? Niệm Phật trong đầu là niệm Phật trong đầu là không mệt. Dạ dạ. Dạ dạ. Thợ bác mỏi tay để con kêu người thay bác phụ bác vài phút. À dạ rồi. Mừng quá hết mỏi tay. Dạ rồi. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn. Rồi bác còn mạnh quá à. Ra xếp hàng em gái ơi. Ra sau cuối hàng à. Không có tại bị thì mà là hết. Bây giờ bà con đang xếp hàng, ra xếp hàng đi chị ơi. Nhanh chóng đi, tụi em hướng dẫn thì cứ làm theo. Không, không có tại bị thì mà là ai cũng lý do hết. Thẻ đâu chú? Cô chú cầm phiếu ra tay để đổi lấy tiền mặt dùm con nhá. Tụi con phát kiểm soát theo phiếu. Cầm phiếu ra tay đi bà con. Tôi
Hai cô chú 80 mấy tuổi rồi, gần 90 tuổi vẫn về giúp các cô bác anh chị. Rồi, nhận xong mang qua bên đường sắp xếp giùm con các cô chú ơi. Xếp hàng, dạ xếp hàng. Chỉ mà có không? Phải có hóa đơn đóng viện phí, phải có hóa đơn đóng viện phí hoặc có áo vàng hoặc có đeo thẻ về xếp hàng ở dưới kia. Và có đồ đựng, có đồ đựng giống như người ta này. Rồi về cuối hàng đứng. Cơm chay, cơm mặn dưới kia, cơm chay ở đây. Đó, cứ nghe lời ông nhá. Ăn chay niệm Phật. Rồi ông năm nay 80 mấy tuổi vào sức vẫn còn rất là khỏe luôn, minh mẫn. Rồi nhận tiền, cô bác đưa thẻ để đổi lấy tiền mặt 50.000. Chúc sức khỏe, xin cảm ơn. Tụi em chỉ phát tiền khi mà có trật tự thôi. Giờ chị vô đi. Giờ đi ra rồi phải xếp hàng lại từ đầu chứ mà đã nhận rồi thôi đi vô đi. Tiền biết bao nhiêu là đủ bây giờ. Không không. Chị muốn 500 ngàn thì về nhà em cho. Còn đây không có nha. Đó, nói câu trước câu sau đi, ta chửi mình luôn. Chị vừa xong, chị xin 50 ngàn, chị đã lấy rồi. Mà hồi nãy không biết là có được nhận tiền hay không. Đó, có, nhưng mà đấy giờ chị đòi xin thêm 50 ngàn. Thì thế, đấy mà người ta giống như người ta không có hiền lành đâu trời. Người ta không được cái mục đích là họ... Cảm ơn bà đi giúp con. Mấy bác này là không phải bệnh nhân nuôi bệnh nhưng mà quá lớn tuổi, tụi em mời vô. Đây mấy bác đây này. Rồi, chúc sức khỏe. Mỗi người sẽ nhận một phần thức ăn chay, một phần thức ăn mặn và 50.000 tiền mặt. Đồ ăn nếu cô bác cảm thấy đủ rồi thì mình đừng lấy thêm, tránh lãng phí. Rồi chúc sức khỏe, đi anh. Dạ, đi thẳng đi mấy anh chị, qua bên đường sắp xếp giùm em. Đưa phiếu nhận tiền nhá, đưa phiếu nhận tiền. Lấy thức ăn đầy đủ ra đi anh chị. Bác ấy tay vô đây cho nó ướt ướt một xíu cho nó đỡ bị Cảm ơn.
Ông tai biến, ngày nào bọn em cũng ưu tiên một số người bệnh mà em biết mà tụi em có ưu tiên. Nói là không phát bên ngoài nhưng mà cũng có một số ít. Bác cứ sống đến 100 tuổi cho bọn con nhờ. Và mai mốt có tiền cho nữa nhá. Dạ. Về cuối hàng đứng đi cô. Về cuối hàng xếp hàng nếu muốn nhận thức ăn. Muốn xin cái gì cũng phải xếp hàng cô, không có chen chọt ngang như vậy được. Để em nói chú Tư phát phiếu phát thẻ. Ok. Dạ. Anh có phải bệnh nhân đâu? Đâu, cho coi thẻ nuôi bệnh. Có thẻ nuôi bệnh. Thẻ nuôi bệnh đâu? Thẻ nuôi bệnh đâu? Ông kêu 500 anh em vào phá đúng không? Thẻ nuôi bệnh đâu? Đâu thẻ nuôi bệnh đâu? Không, dừng lại. Hóa đơn đóng viện phí. Không cầm lên xuống. Đi ra ngoài. Khoan, anh chị dừng nhá. Đi ra ngoài. Ở đây là mình phát cho bệnh nhân và người nuôi bệnh. Đây là những cái băng nhóm họ ở bên ngoài, họ kêu những người lại để lấy thêm, gây mất trật tự. Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Thâu lại phiếu luôn, không thâu phát tiền. Đi ra. Cô có rồi thì cô về đi, cô lấy gì nữa. Mình có rồi, không có lấy nữa chị. Có rồi đừng lấy nữa. Chủ tư ơi, thôi không phát phiếu nữa nhá. Không phát phiếu. Thôi. Không phát phiếu. Cái này của ai không? Đấy của cái người. Ở đâu phát phiếu nhỉ? Chị cứ phát đi, phát cơm thôi. Chị ơi, chỉ phát hết phiếu thôi nhá. Bắt đầu có những người bên ngoài rồi, không phát tiền nữa. Tiền chỉ để dành cho những chỗ khác. Vâng, cảm ơn bà. Em nói chú Tư thôi ngưng, không phát phiếu nữa. Các cô chú bên ngoài tới mình vẫn tặng cơm. Không, chưa biết được, không biết chú Tư. Nhưng mà có tới đấy là những người bên ngoài họ đi vòng lại lần hai rồi không phát nữa. Có, chú có chuẩn bị đủ trong túi đấy. Nhưng mà chị không phát nữa. Đây bắt đầu đây, những người xe ôm cũng có này, bên ngoài cũng có nên là thôi. Rồi không có phiếu bước tới. Ý là chị thấy có phiếu chị mới phát tiền. Rồi cảm ơn, đi ra ngoài đi. Có phiếu không em? Có, đưa tiền, nhận tiền. Cũng thẳng rồi lẳng luôn nha cháu, cũng thẳng rồi lẳng, mình đã băng qua. Cũng thẳng rồi lẳng luôn chị. Cũng thẳng rồi lẳng luôn. Rồi chúc sức khỏe.
có những người họ không lấy đồ chay. Bạn ấy không lấy tiền, nhường cho người khó khăn hơn. Dạ, dạ. Có. Không có, chú Kỳ nói nha. Không có, chú sẽ nói. Đây bác còn dạ thưa, năm nay bác nhiêu tuổi ạ? Đó, 87 tuổi rồi. 87 tuổi. Dạ. Niệm Phật nó hay lắm, không phải đâu. Dạ. Chữa bệnh cũng vậy nữa, bác dạ. Sĩ cũng mát luôn. Dạ, vâng. Mời bác. Thôi, rồi đi. Có không? Không, cái phiếu đây lấy cơm chay, bây giờ không phát tiền nữa rồi em. Ừ. Vòng ra kia xếp hàng. Đi theo thứ tự, đứng im đấy. Chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Các vị được niệm Phật, được phục vụ ở đây rất là tốt. Cảm ơn cho tâm này để mà phục vụ cho chúng sanh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rất tốt. Nếu mà làm như kiểu mà người vô minh chưa biết á thì cứ làm vậy hoài thì cái phục vụ nó cũng khó, mà người đóng góp nó cũng khó. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cứ giữ vậy, mấy chỗ mà ai cũng kêu A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Phải lần đầu thành là lắm. Ừ. Dạ. Vâng, mời chú ngồi ạ. Mời ông ngồi ạ. Dạ. Thấy vậy là quán ngồi. Nghĩa là lúc trước bác có phát ở chỗ khác nhưng mà nó lộn xộn quá. Nó lộn xong nạc hết. Mất con mở cái cửa ra cho nó nhào vô. Nó xem đồ chai mà phê. Tức là lúc trước bác con tóm tắt lại là lúc trước bác cũng có tính là đã đi phát rồi, nhưng mà người ta xuống tới rồi người ta bao vây mình rồi mình không làm được, đúng không? Rồi tiếp tục cái nhờ thì chú là có chú đi kêu ba người tới ra dắt đồ vô làm sao hết. Nhưng mà cứ thôi được cái gì thì cái đó này quản nó làm là tôi quản nó về quản nó dạ. Tôi nói là mình sợ quá rồi. Nhưng mà sao hôm nay tới đây bác thấy cảm nhận sao, bọn con tổ chức thấy bác thấy sao? Bây giờ tôi thấy là con tôi rất đậm mắt. Dạ. Yên đậm là con tôi á. Yên đậm là con tôi. Nó gửi về cho Ngọc Anh một 1.000 euro. Dạ. Thế nó phát. Tôi thấy tôi qua trên mạng tôi thấy. Nó đi nhiều mà. Vâng. Sao mà nó nghiêm trang mà nó đặc vàng quá. Chứ không phải đâu tôi mới thích. Vâng. Tôi mới thích liền. Quát tâm liền. Vâng. Về cái quát tâm liền. Nghĩa là con tóm tắt lại, nghĩa là tụi con làm nó có tổ chức lớp lang rồi nó an toàn thì bác mới nhìn thấy thế, bác mới phát tâm, đúng không? Chứ còn trước là bác đã sợ, bác bảo thôi sợ quá không dám làm, đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà gặp lại mai mốt gặp lại. Vâng. Mấy chú cũng cần lâu lâu phải chạy đi. Vâng. Một chúng sanh đó là mấy chú phước vô lượng. Dạ. Chứ thấy giờ không phải giờ đâu mình nó chú á. Dạ. Là bây giờ chữa bệnh bác sĩ cũng mát tay là A Di Đà Phật. Đây là nó quan trọng lắm. Vâng, coi là đứa con cứ phải A Di Đà Phật, đúng không? A-di-đà-phật. Dạ. A Di Đà Phật. Vâng. Quý giá nhất.
dạ. Chú mà về nhà chú cũng cần thì đưa nước. Dạ, dạ. Hai anh nói cái chữ con bên chết hết Đức Phật. Dạ. Không là cũng chết, ra ngoài cũng chết, cũng chết từng con. Cô chú làm được thì tốt, con cứ về rồi con cảm ơn hai bác nha, chúc hai bác nhiều sức khỏe. A Di Đà Phật. Dạ. Tôi cảm ơn bây giờ tôi là ông chưa phục vụ ở đây. Dạ, dạ. Tôi là mừng thiết mừng anh. Dạ, dạ. Tôi nhiều lắm. Dạ. À, gửi biếu bà. Cảm ơn bà ở nhà để đưa bà cho. Bà kêu bà anh trai uống cà phê. Bà qua bên kia bà xin. Bà xin đi, bà xin đi, bà không phải của con, bà muốn làm gì bà làm. Gửi biếu bà. Chúc bà sức khỏe nha. Dạ rồi. Rồi, gửi chị. Rồi, mấy người phụ rồi, gửi chị. Dạ, cảm ơn. Dạ, gửi chị. Rồi, gửi em heo, bé heo này. Rồi, cho người rửa chén. Cho bà Sáu nữa. Bà Sáu nữa. Rồi, hết. Rồi, thì tụi mình cũng đã phát xong rồi các bạn. Nhưng bây giờ bên đây thì có một cái nhóm khác người ta đang phát thì thôi, bây giờ ai phát thì mình cũng không có ý kiến gì hết, nhưng mà mình xin quay lại để cô chú anh chị nhìn cái cảnh mà các nhóm khác phát này, mình đứng từ xa này. Trước phát đằng sau. Yeah.
nha. Bác gì giờ? Bệnh hôm nay nè, rồi thấy cái đường xếp hàng từ số 1 á, hết rồi cây cột á, còn là dân mà không có đưa bệnh dân ở ngoại vô trong bệnh viện lấy áo vàng đồ nó sắp hàng chứ họ cho đây cô thì ông thì bây giờ nếu mà ấy anh muốn là anh muốn làm với em kiểm có kiểm giấy tờ mà em đều kiểm tra giấy tờ hết mà. Không, bây giờ như này này, em trao phần thưởng cho anh. Anh chứng minh được cho em một trường hợp mà giả mượn áo vàng gì đấy, em thưởng anh 1 triệu. Rồi ok, anh nói với cả ông Tư nhá. Rồi để bọn em kêu cả bên công an phường xuống. Rồi. Nhiều lắm, anh tới nhiều. Thì rồi, anh thấy đúng chính xác người nào ấy, anh chỉ cho em từng người một. Dạ, để em thưởng tiền anh. Dạ. Rồi thôi, để dừng clip tại đây nha các bạn. Nói chung là lộn xộn này thì mình cũng sợ lắm. Nói chung là mình chỉ sợ là móc túi này nọ thôi. Đấy, phải đứng từ xa. Rồi xin dừng video tại đây nhá. Hẹn gặp các cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Làm từ thiện cũng không phải dễ đâu các bạn. Các bạn thấy nếu mà không có biết tổ chức sắp xếp ấy, thì nó sẽ rất là lộn xộn. Rồi hẹn gặp lại cô ba anh chị trong những video tiếp theo.